Hi anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và nhìn ở trên bàn thì chắc là anh em cũng biết là hôm nay chúng mình làm review con nào rồi đúng không? Và đương nhiên là con 3090 này rồi. Thì như anh em biết đấy, RTX 3090 được Nvidia giới thiệu như là một cái đấng cứu thế cho cái việc chơi game 8K. Và nhắc lại là 8K chứ không phải 4K. 4K nó xưa rồi, nó là thời của 2080 Ti. Ở đây thì chúng ta có 2090 cơ. Thế cho nên là về cơ bản, đây là video review 3090 RTX. Thì như các bạn nhìn thấy thì đây là phiên bản mình đang có ở đây là Eagle OC 24GB có giá là 48,5 triệu đồng. Và sẽ có nhiều bạn ở trên mạng bảo là đấy ở Việt Nam bán cạc đắt thì có ăn lãi dày ấy. Nhưng mà không phải ấy. Khi mà mới ra mắt thì 3080 có giá là 700 đô. Nhưng mà thực sự ấy là làm gì có ai mua được cái giá đấy khi mà stock của Nvidia kiểu out luôn, tức là hết hàng luôn chỉ sau có 1 phút. Và như ở trên các cái trang như là Newegg hay là Amazon thì đấy, chúng ta cũng không có cái giá như vậy. Và chưa kể thêm là bao gồm thuế này, xong rồi phí vận chuyển bang này, xong rồi vé máy bay hỏa tốc và các thứ, đương nhiên là chúng ta không thể có cái giá như vậy rồi. Chiếc Gigabyte Eagle OC này thì nó là một chiếc 3090 rẻ nhất của nhà Gigabyte. Nếu các bạn thích tốt hơn, hầm hố hơn thì có thể tham khảo các mẫu như là Gaming OC hay là cao hơn nữa là Aorus Master hay là Aorus Extreme. Và về tổng thể thì thiết kế của Eagle OC được sử dụng cái tông màu xám lông chuột để có thể dễ phối màu với các cái linh kiện khác ở trong bộ máy. Về cái mặt hình thức thì mình không có quá nhiều những cái ấn tượng với cái phiên bản Eagle OC này. Bởi vì dù sao thì những cái gì tinh túy nhất thì chắc chắn là Gigabyte không tích hợp ở trên con cạc này. Cạc sử dụng hai đầu cấp nguồn 8 pin nên tổng công suất tối đa sẽ là 375W. Vì TDP mặc định của 3090 đã là 350W nên mình nghĩ ngoài mức ép xung mặc định là 50MHz của nhà sản xuất, chúng ta cũng không thể ép xung cao hơn được nữa do cái giới hạn của điện tiêu thụ. Kích thước bảng mạch của chiếc Eagle OC này nó khá là nhỏ. Mục đích của việc này là một phần nó giúp cho nhiệt độ được thổi thẳng ra phía đằng sau bảng mạch chứ không đọng khí lại như các phiên bản 3080 hay là 3090 Founder Edition. Nhưng phần lớn thì mình nghĩ các hãng khác không chỉ Gigabyte làm việc này, bởi vì cái cuộc đua theo trend năm nay khi mà Nvidia đã quảng cáo rất mạnh cái công nghệ thổi gió rằng Soundwrap, chỉ duy nhất MSI là không đi theo trend này. Với 7 ống đồng kết hợp cùng các cái tản nhiệt kiểu này thì nhiệt độ khi mà hoạt động của Gigabyte 3090 Eagle OC nó khá là mát mẻ khi chỉ dừng ở 75 ở trong case đóng kín. Tương ứng với mức nhiệt này là xung trung bình mình đo được khoảng 1750MHz với đỉnh điểm turbo lên được 1815MHz trong thời gian rất là ngắn. Nói chung thì về cái vấn đề thiết kế thì thực sự là ở cái phiên bản Eagle OC này thì mình không muốn nói đến nhiều cho lắm, tại vì như anh em có thể nhìn thấy nó chỉ có cơ bản ở đây thôi. Và mình muốn đi chuyên sâu hơn về cái thiết kế của con Aorus Extreme hay là Aorus Master. Và về cơ bản thì với 3 hãng ở thời điểm hiện tại là Gigabyte, ASUS và MSI thì mình chỉ quan tâm nhất đến cái màn hình LCD có trên Aorus Master mà thôi. Và hy vọng là Gigabyte sẽ trau chuốt cái con màn hình này để cho kiểu nó đẹp hơn ở trong bộ case của các bạn ấy. Và ở video này thì cái điều mà mình muốn tập trung nhất cho các bạn ấy, đó chính là cái hiệu năng của con Eagle OC này. Vì có thể nói là con Eagle OC 3090 này nó là con RTX 3090 rẻ nhất ở thời điểm hiện tại và kể cả sau này luôn. Và xét về các cái mức giá cũng như là ở những cái phiên bản về sau ấy thì nó chỉ khác về mức giá này, về hiệu năng tản nhiệt và các cái hiệu năng khác thì nó cũng chỉ chênh lệch được khoảng 5-7% mà thôi. Về thử nghiệm thì mình sẽ dùng combo khá cơ bản và nó phù hợp với nhiều người, tuy nhiên thì nhiều người có tiền thôi. Đấy, đầu tiên thì là Core i9 10900K, 16GB RAM và bộ nguồn 850W. Đầu tiên ở độ phân giải 2K mình cực kỳ bất ngờ và hơi thất vọng khi mà RTX 3090 chênh lệch với 3080 không nhiều. Mức chênh lệch lớn nhất ghi nhận được tại Horizon Zero Dawn là 26% và nhỏ nhất tại Assassin's Creed Odyssey chỉ 2,3%. Nhìn chung thì cái mức chênh lệch dao động nó chủ yếu trong khoảng từ 3-7% và toàn bộ trung bình thì ở khoảng 7% ở độ phân giải 2K. Đây thực sự là cái điều khiến mình thất vọng nhất. Điều này thì có lẽ là từ hai lý do. Một thì có thể là do các hãng chưa sẵn sàng những bản update để game có thể tận dụng được số lượng CUDA core khổng lồ lên đến hơn 10.000 của RTX 3090. Và hai thì là Nvidia chưa tối ưu được cái driver của họ. Cả hai vấn đề này thì đương nhiên là chúng ta sẽ cần thời gian để có thể giải quyết. Khác với sự thất vọng ở độ phân giải 2K thì 4K nó lại là một cái điều hoàn toàn khác, khi mà 4K mang lại rất nhiều đất diễn hơn cho RTX 3090 với cái mức chênh lệch trung bình khoảng 20% so với 3080. Tuy có một vài tựa game như là Battlefield 5, Ghost Recon Breakpoint chưa thực sự được tối ưu cho 3090, nhưng mà còn lại ở Assassin's Creed Odyssey, Borderlands 3, Gear 5, Horizon Zero Dawn đều có mức chênh lệch khoảng 20-30%. Cái mức chênh này chủ yếu để chiếc 3090 mang lại cái trải nghiệm tốt nhất trên các màn hình 4K 120Hz trở lên. Nếu giảm một chút thiết lập xuống thì 4K 144Hz cũng vẫn trong cái tầm tay của các bạn. Tuy nhiên thì mình vẫn hy vọng ở trong khoảng thời gian tới, cái hiệu năng của RTX 3090 sẽ được đẩy lên cao nữa sau khi các cái bản driver update của Nvidia được cập nhật.
Với cái độ chênh lệch hiệu năng của 3090 với 3080 thì ở trên 2K thì nó chỉ có 7%, và ở trên 4K thì chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng hơn là 20%. Thì thực sự là đây sẽ là con cào đồ họa dành cho những bạn mà cần chơi game trên cái màn hình 4K 144Hz. Còn trên 8K thì thực sự là thời điểm hiện tại chúng ta chưa thể nào có những con màn hình để có thể test được, cho nên là mình sẽ đợi ở một thời gian sau để có thể làm video cho các bạn. Còn với cái mức giá của 3090 thì nó gấp 2,5 lần so với 3080, mà hiệu năng thì nó chỉ thực sự được rõ ràng hơn so với là 3080 ở 4K là 20%. Còn với 2K thì nó chỉ có 7% như mình đã nói. Thì thực sự đây chưa phải là một con cạc dành cho mọi người, ít nhất là cho đến khi Nvidia cập nhật driver cũng như là các hãng chỉnh lại game để có thể tối đa được cái lượng CUDA khủng ở trên con này. Và xét về cái giá thành của nó thì thực sự là phiên bản ở thời điểm hiện tại ấy, thì với cái mức giá là 20 triệu cho 3080 thì mình thấy nó là hợp lý và phù hợp hơn so với nhiều người. Còn RTX 3090 thì chỉ nên mua khi các bạn có điều kiện cần và đủ. Cần thì đương nhiên là phải có nhiều tiền rồi. Còn đủ thì các bạn phải sở hữu được những cái màn hình 4K siêu đỉnh có 144Hz hoặc là cao hơn thì mới có thể tận dụng được tối đa sức mạnh của con cạc đồ họa này. Và đừng quên là ngay sau video này thì Linami sẽ review cho anh em con cạc đồ họa MSI RTX 3090 Gaming XTO, và link thì mình sẽ để phía dưới này. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Anh em thấy sao về cái nhận xét của mình về cái con cạc RTX 3090 này? Nó có thực sự là một con cạc tốt và phù hợp với nhiều người hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.